Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh Thương nhớ Sài Gòn và Cali Sài Gòn Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống Vâng, kính thưa quý vị, từ hôm qua đến giờ chúng ta đã nhận được um, những video Một bên thì là phản hồi rất là tích cực Đó là ngày cúng 100 ngày của, um, của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Và một cái video nó nói lên cái sự phản hồi rất là tiêu cực đó là của Hồng Phượng Khi mà đang đàn đòi thưa kiện Trên mạng xã hội tất cả những youtuber Tiktoker vân v, v. Um, Nó tạo nên Một cái làn sóng um, Nó không được Cái thiện cảm đối với lại Hồng Phượng Khi mà cô nói lên Những cái lời nói có vẻ không Trung thực gì mấy Trước tiên là người ta đòi cô ta Sao kê Sao kê tất cả đi Sao kê tiền phúng điếu và sao kê Um, cái tiền quyên góp thì sau đó nói cái chuyện thư kiện sao. Vâng um. đầu tiên thì chúng ta nói về cái vấn đề cũng 100 ngày của cố uh, nghệ sĩ ưu tú Phú Linh. Uh, sau 100 ngày thì chúng ta có thấy có một 100 ngọn nến uh, bị uh, nó, nó bị cháy đó các bạn. Nó làm đen hết ha, hai cái bàn. Um, nó nói chỉ là khi mà ngọn nến mà cháy cháy đến cuối cùng thì nó cháy luôn cái cái, cái cái dưới đế thôi chứ không có cái gì nó không phải là hiện tượng gì hết có nhiều người à, nói rằng đây là hiện tượng kỳ lạ hay là có biến hay là căng phá có một hai youtuber thì cũng à, vì cái tích mà thấy hết hồn <laughs> nhưng mà thôi không sao à, nó cũng bình thường thôi không có gì đâu các bạn ơi chúng ta chỉ à, nói đến là cái vấn đề mà à, hàng ngàn hàng ngàn hàng vạn người đến đó tỏ lòng kính trọng, ngưỡng mộ đến uh, người đã xa đi và để lại cho đời một cái uh, cái tiếng thơm, một người trong cái uh, làng nghệ thuật mà có tâm, có tầm, có đức như là nghệ sĩ Phú Linh Phong các bạn ha. Tại sao các mấy người em này lại không học được người Anh mình một phần nào hết trơn mà chỉ để lại cho đời những cái tiếng mà uh, phải nói là nó hơi không được tốt đẹp cho cái giới nghệ sĩ gì mấy hơn nữa tự lập bàn thờ ở nhà để thờ à, đối với những người dân bình thường hay là ai đó lập bàn thờ của cố nghệ sĩ ưu tú du linh thờ ở nhà thì đáng kính trọng nhưng những người này đáng lẽ ra là phải tới nhà của anh mình để thờ và để uh, cúng bái vật để uh, quỳ lại tổ ra một chút lòng thương nhớ đến anh mình phải càng ham nhưng đến đó ý của tôi muốn nói là đến nhà Hồng Loan đó đốt một nén hương lòng cho anh của mình và suy nghĩ lại trong những cái năm tháng anh của mình đã bảo bọc cho mình, đã thương yêu mình như thế nào, đã che chở mình như thế nào, dầu mình là một kẻ xấu, hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác, những người anh của mình vẫn nai lưng ra, còng cái lưng ra, gánh nợ cho mình. Tại sao vì một chút hiềm tị? Bây giờ hai bên á không có thuận hòa với nhau. Nhưng chỉ đến đó để đốt hương cho anh của mình. Tỏ ra một chút xíu lòng tự trọng. Tỏ ra một chút xíu thương yêu. Cũng không được hay sao? Mà tư lập bàn thờ ở nhà sáu bào bảy báo này kia nọ. Để làm cái gì? Lấy lòng thương hại của khán giả à? hay là ăn ngày lòng từ bi của mạnh thường quân ở đây treo cái hình cố nghệ sĩ du linh ở nhà làm tỏ vẻ này tỏ vẻ kia tốt nhất đáng lẽ là phải giúp cho cháu của mình là hồng loan trong cái những ngày tang lễ và sau đó những cái ngày cúng thất rồi cúng 100 ngày đó mới là chứng tỏ ra mình thương anh mình thương cháu mình con đằng này tạo nên những cái cơn sóng giận dữ trong mạng xã hội và sóng gió gia tộc chính cái bàn tay của mình chứng những cái sự suy nghĩ của mình rồi bây giờ tự lập cái bàn thờ ở nhà to đùng như để làm cái gì tôi thấy vô ý nghĩa không có ý nghĩa chút xíu nào cho khi mà mình không có tâm mình làm cái gì như vậy cũng bị người ta nói à phải không các bạn ha con người á Tôi thấy nhiều khi để cái bàn thờ nhỏ xíu thôi Nhưng mà người đó là một người tốt Người đó vẹn toàn tình nghĩa Thì ai cũng ngưỡng mộ hết Cô đằng này mình để cái 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 hình ảnh bự của anh mình lên đó Nhưng mà đối với anh mình như thế nào Đối với cháu mình như thế nào Người ta nhìn vào cái cử chỉ Nhìn vào cái cái mà mình đối xử với lại cháu của mình và anh của mình là người ta đã bất mãn rồi Tôi cho đó là những cái thứ mà ăn mài khán giả thôi Đánh động cái lòng thương xót của Mạnh Thường Quân Để kiếm chác nữa chứ chẳng có cái gì cả Phải Không còn không Và đối với những người bình thường mà lập bàn thờ thì tôi rất là tôn trọng Tại vì người ta quý mến Người ta ngưỡng mộ cố nghệ sĩ Cho nên người ta mới làm như vậy Còn đằng này sau những cái chuyện lùm xùm đó Rồi tự lập bàn thờ ra Ăn mài khán giả nữa rồi mong rằng Mạnh Thường Quân giúp đỡ nữa hay sao? Có cái gì mạnh dạng bước tới đó nếu mà là quân tử. Mạnh dạng bước tới đó, Hồng Loan cũng không bao giờ khắc khe. Mà những người đã đối đãi không tốt với lại cô ta đến để thắp nhang cho cha của Hồng Loan. Cô ta cũng không có hàng khác gì như vậy đâu. Tại vì có thể là không cho vô nhà sống chung. Nhưng mà đến đó để đốt cây nhang cho cha của mình Dẫu sau đó cũng là em của cha mình Là cô, là chú Thì dĩ nhiên Hồng Loan sẽ không nhỏ mọn tới mức độ đó Không các bạn ha Tại vì những người này làm những hành động đối với lại Hồng Loan Hành thử ra cô ta mới phản kháng lại Chứ ngày xưa cô ta đâu có đâu có nói gì đâu Cô ta còn đòi à, bán đất Rồi à, chia một chút ít cho con cháu rồi uh, cho tiền uh, hồng nhung để mua nhà cửa nữa mà bà không chịu đội đồng sở hữu đồng sở hữu cái gì suy nghĩ lại đi mình là bây giờ ra trước tòa đi luật sư chỉ cần hỏi một câu uh, trong bao nhiêu năm anh cô có trả nợ cho cô một ngàn cây vàng và năm và căn cái, cái nhà bán để trả nợ sòng bài cho cô không đánh bài đánh bạc không hay làm chuyện này chuyện đó không có nhục hay không các bạn ha, bây giờ con đi đòi đồng sở hữu ông tò ông hỏi suy nghĩ cái gì vậy? Trong đầu óc của bà suy nghĩ cái gì vậy? Có ai trên đời này con người ta sờ sờ đó mà đi đòi đồng sở hữu con người ta, với con gái mình. Trong cái mùa dịch, xin về nhà anh của mình ở đậu, ăn nhờ ở đậu. Rồi bây giờ muốn chiếm hữu gia tài của người ta luôn. Con người ta ngỏ ý với cha dọn về ở đó thì xã bào mới nói rằng nhà cửa chật lắm anh ơi bây giờ về ở đâu hồng loan có mấy đứa con nữa rồi chỗ nào chỗ nào ở bây giờ nhà mình tuy sáu phòng nhưng anh phòng kiếm nga phòng tôi phòng hồng phượng vợ chồng hồng phượng phòng rồi mấy người kia mấy người ở phòng nữa rồi đâu có tròn tròn chỗ nào ở ăn nhà ở đậu người ta mà nói với cha người ta là đừng cho con gái người ta về ở thật sự ra vũ linh biết hết trơn á biết tất cả những cái mưu toan to rập của người này chứ người không phải là không biết đâu tự nhiên hồng phượng có chồng mà đem chồng vợ con vợ chồng con cái vợ đó ở là làm sao không về bên kia ở đi không các bạn rồi hồng phượng á xin với cậu năm xin vô hộ khẩu nữa chứ thật là quả đáng không các bạn ha bây giờ á tạo nên một làn sóng căm phẫn tiêu cực khi mà suy nghĩ tới cái uh, cô Hồng Phượng này khi mà đăng đàn đòi thưa kiện tất cả các anh em YouTuber, TikToker này kia nọ. Đây là sự xử lý không có khôn ngoan, tôi cho là như thế. Tại sao không đợi một thời gian á rồi mình uh, họp báo này kia nọ, ngay chọn ngay cái đúng 100 ngày của cậu mình rồi lên nói trong khi đó Hồng Loan lên trên mộ rồi à, khán giả ung ùng hàng ngàn hàng ngàn người tới đó đốt nhang thì ở đây mình đăng đàn lên mình nói là lên à, à, sẽ họp báo chí rồi à, sẽ thư kiện này kia nọ có nghĩa là bên đây người ta với những cái hình ảnh tươi tốt đẹp dân hiến cho đời còn bên đây thì bắt đầu cái đi kiện cáo mà kiện cái gì con kia con kiến đi kiện của khoai hả Hồng Phượng đã nói xấu Hồng Loan biết bao nhiêu lần nói với báo chí là cuộc đời tư của Hồng Loan này ha, rồi nói uh, dòng do Tam Quốc Chí Hồng Loan là con nuôi nè ha, còn mẹ của Hồng Phượng thì sao chửi người ta như là dân chợ búa mà dân chợ búa còn thua luôn nữa, đáng lẽ là tầng thưa kiện lại nữa. Những cái chuyện trong nhà đời tư của Hồng Loan ai kể ra chỉ có sáu bào với là cô Hồng Phượng kể thôi chứ đâu ai mà kể được phải không các bạn người ta mới biết thôi cái xấu nó lại càng lên ngôi nữa lừa ngay đúng 100 ngày đăng đàn tuyên bố như vậy hồng phượng này xử lý những cái chuyện nổi loạn không à trước trước đó cũng nổi, nổi loạn rồi 49 ngày đã nổi loạn rồi bây giờ thêm nổi loạn nữa những cái xử lý rất là thiếu tôn trọng người ta Vậy mà nói là thương cậu tôi cho mấy những người này là chỉ vì tiền mà thôi à rồi, bây giờ đọc lại những lời bình luận của các bạn một chút xíu nha. À Tống Duyên, em biết sao mà mẹ con à, cám không dám tới hôn tại vì làm không đúng nên tránh cộng đồng mạng với lại nhục trong lòng dĩ nhiên rồi. Không có dám tới ngôi mộ của à, nghệ sĩ Du Linh đúc Nhan đâu trời, ơi, lúc đó là sẽ bị à, ăn trứng thối nè ha, sẽ bị um, cộng đồng mạng và những người đó lên án nhục lắm không dám tới đâu chắc chắn một trăm phần trăm trăm luôn hùng lương thì có nói bởi vì những kẻ tiểu nhân không bao giờ dám đối mặt với người quân tử ở đời sự thật chỉ có một nhưng dối trá thì mênh mông ừ. nhiều người thì nói uh, thời đại bây giờ thì uh, thật xanh thì ít mà lý thông thì nhiều phải không? <laughs> Cao Vi, thì nói Hồng Phượng như thế này. Cứ dựa vào cái tài danh của cậu mình, nghệ sĩ Vũ Linh thì mãi mãi Hồng Phượng không tiến bước trên con đường nghệ thuật được đâu. Thêm không có đạo đức, nay còn lập vi bằng phản hồi thì khán giả trong nước và ngoài nước sẽ không ai ủng hộ. Mãi mãi tự mình giết đi nghề nghiệp và tên tuổi của mình một cách thảm bại, thật thảm bại. Âu cũng là ý trời, tham nó thì tham. Cái nếp dữ càng ngày càng hiện rõ trên gương mặt của Hồng Phượng. À bạn uh, Giant Mr. Lee thì nói rằng Hồng Phượng mà đòi đi thưa các YouTuber với thích thức hoa, thích thức, uh, trên mạng xã hội thì uh, cha nó mà thưa thì trò sẽ không có chỗ ngồi để đi kiện đâu vì quá trời người luôn mà hình như là cả nước Việt Nam đều lên tiếng cho cái việc không công bằng cho Hồng Loan, phải các bạn ha? Nguyễn Hoàng, thời gian qua nhờ các kênh YouTube, các nhà báo, các anh chị tư vấn về luật và luật sư của cộng đồng mạng đã mạnh dạn đứng lên nói rõ vai trò lực để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho Hồng Loan giành lại quyền thừa kế của chú Vũ Linh. Qua đó, tất cả mọi người hiểu thêm về kiến thức pháp luật, vấn đề xã hội, và rút kinh nghiệm thêm quỳnh thị tuyết anh thương nhớ sài gòn chia sẻ chính xác quá và chuẩn cảm ơn anh đã nghiêng về chính nghĩa không có nghiêng đâu hoàn toàn về bên hồng loan luôn <laughs> xá bào và hồng vượng phải sao kê và ủng hộ hồng loan tươi bùi chào anh hai mẹ con nhà cám Hồng Nhung và Hồng Phượng không dám xuất hiện ở ngôi mộ của Vũ Linh đâu. Đến đó thì sẽ bị chổi dép và ăn trứng thúi cho mà coi. À, mình ngồi cũng nghĩ chắc chắn là như vậy á. Enito à, mẹ thì thưa đồi chi gia tài là Hồng Nhung đó các bạn. Còn Hồng Phượng thì con cũng thưa về tội 331 mẹ con hiểu lực quá nên thích thư kiện kẻ xấu mà đi đưa đòi thư kiện mấy người tốt không à ở đời này có nhiều cái lạ lắm đó các bạn mong nó thưa nó nói là nó tôn trọng thương yêu cậu năm nên chờ 100 ngày mới lên tiếng nói vậy vậy là sao 100 ngày nó không tôn trọng hả <laughs> lên là thấy cái mặt thấy ghét rồi đó, cô này nói như thế Nguyễn Thúy anh thương nhớ Sài Gòn ơi cho em gửi lời chia sẻ đến à, Hồng Phượng trước khi kiện cộng đồng mạng thì xem lại mình có đúng chưa Chứ Hồng Phượng xem thường à, cộng đồng mạng trước coi cái clip di chúc miệng là biết là gậy ông đập lưng ông Hồng Phượng rồi trước khi muốn đưa cái gì lên cộng đồng mạng mình phải xem kỹ rồi mới đưa lên nha Hồng Phượng chứ Hồng Phượng đừng nghĩ cộng đồng mạng là thất học và không biết gì họ rất bức xúc và tấn công mà chính Hồng phượng là người sống trong ngành văn hóa thì khó hơn nữa đây chỉ là lời khuyên đến hồng phượng vâng à, chị thứ nguyễn này thì à, nói những lời chân tình với hồng phượng chứ không có chửi không có nói xấu gì đâu nghe đừng có thưa cái chị Thúy nguyễn này nghe hồng phượng nha top một liên quân thưa là đúng rồi chuyện gia đình của người ta lợi dụng mạng xã hội chữ rửa nhục mạ tự cho mình là chính nghĩa à là các bạn này là bạn này tên là thớp liên liên minh 777 à, các bạn các bạn như đánh vô cái youtube á các bạn đánh vô cái chữ thớp một liên minh á là ra cái tên người này và biết người này ở đâu rồi nè. à, nhiều khi biết cho ở chỗ này kia nọ luôn á. <laughs> các bạn mà giỏi về không biết là giỏi về ngành này á thì vô trong đó là người ta tìm lại được người này ở đâu ở đâu ở đâu chơi là bây giờ cái có người này bên dịch cho hồng phượng này nha ừ, thì mình cũng đọc luôn cho các bạn nghe tự mình xin là chính nghĩa đó giờ đâu ai xin là chính nghĩa đâu đâu có youtuber nào nói đâu tự bạn nói cho người ta vậy thôi đúng cũng bên sai cũng bên ủa hồng loan sai chỗ nào đâu bạn chỉ tôi coi trên pháp luật Hồng Loan số tài sản là đúng nhưng nói về cái tình Hồng Loan chưa hẳn là hoàn toàn đúng theo tôi nghĩ Hồng Loan không phải là người dễ bị ức hiếp đâu nha còn vấn đề anh Nam Vũ Linh trả nợ cho em út là chuyện bình thường pháp luật không có cấm wow chuyện anh Nam trả nợ cho người ta là chuyện bình thường đấy các bạn pháp luật không có cấm dĩ nhiên là pháp luật không có cấm cái chuyện đó hình như là các bạn này là cũng nhờ anh em trả nợ dùm mình nè À, có không biết có bạn này có cờ bạc hay không này kia hay đánh số đề hay không thì à, thường thường cái, cái cái lối suy nghĩ uh, này với lại cái lối suy nghĩ của sáu uh, bào với bảy báo nó giống 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 nhau lắm có nghĩa là kệ tôi làm gì làm à, miễn anh tôi trả nợ cho tôi là được rồi không sao Nhưng cái đó họ họ có những cái lối suy nghĩ giống giống với nhau lắm thì bạn này được uh, hai người uh, trả lời dùm cho bạn ấy một là Hoa Vũ, hai là Mai Nguyễn. Trước tiên thì mình uh, sẽ đọc cái lời của bạn Hoa Vũ trả lời cho cái bạn uh, Top 1 Liên Quân nghe. Bạn ơi, chính vì có những người có suy nghĩ như bạn mà có người trong cuộc đau khổ suốt cả cuộc đời không biết than vãn cùng ai. Bạn nghe lại uh, bác Bạc Liêu nói trên kênh nào mình quên rồi. Bác nói Hồng Loan thấy cha khổ tâm vì phải làm trả nợ cho cô và cho chú nên bản thân khổ đau cũng không dám than khổ cũng không dám than mình nghe mà thương gia đình nhỏ Hồng Loan quá anh năm vậy còn nếu bạn trong hoàn cảnh đó chắc bạn nổi đó đốm đốm lên chứ không phải là nói chuyện mà kiểu công tâm và bên dựng cái kiểu không biết suy nghĩ như bạn đâu à thật ra nếu mà bạn ấy mà nằm trong cái trường hợp của vũ linh đi trả nợ thử có biết liền phải không các bạn ha thấy không hồng loan thấy cha của mình trả nợ cho chú cho cô như vậy cho nên những khi mà thiếu thốn gì cũng khổ tâm cũng không có dám nói cho cha biết nữa mã nguyên bớt tào lao đi thấy 100 ngày của vũ linh không khán giả thương yêu cúng kiến như là lễ hội vậy thì việc nhà cậu năm khán giả quan tâm có tiếng nói phân tích đúng và sai cũng là chuyện bình thường thôi mà. đó Để người ta trả lời bạn chứ tôi không có trả lời bạn đâu. Mai Nguyễn Thị, nghe mẹ con xá bào biểu để trên bia mộ của nghệ sĩ Du Linh là khán giả lập mộ là biết khán giả trên khắp thế giới đã phúng điếu cho nghệ sĩ Vũ Linh rồi vậy bao nhiêu tiền mẹ con sáu bào sao kê luôn nha vâng à, các bạn biết không Hồng Nhung và Hồng Phượng á các bạn nói là khán giả đồng lập mộ uhm, tại vì ăn tiền người ta rất nhiều cho nên phải đề cái chữ đó nhưng mà Hồng Loan không đồng ý cái chuyện này là con cháu trong nhà lập mộ thôi chứ không có khán giả chứ không có để là khán giả đồng lập mộ tại vì sao họ ăn rất là nhiều tiền phúng điếu cho nên họ phải làm như vậy đó các bạn Nguyễn Thành Tiến chuyện kéo dài từ lúc nghệ sĩ Vũ Linh mất càng ngày càng gây cấn cứ lôi ra mỗi ngày một chuyện xấu tất cả mọi chuyện là nhờ mẹ con của Sáu Bà Bảy Báo mà cộng đồng mạng càng biết nhiều hơn những ưu huyết điểm của gia đình Vũ Linh đau lòng quá. Hiện tại Hồng Loan được cộng đồng mạng bảo vệ, không biết Sáu Bà Bảy Báo có biết quay đầu và hướng thiện hay không? Ừ, chắc không có đâu bạn ơi. Diệu Nguyện, mình có xem đoạn video đó rồi thật là bức xúc. Đáng lẽ ra Hồng Loan là người đứng ra làm việc đó. Là cái 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 đoạn clip mà À, hồng Nhung, Hồng Phượng, Sài Thành và Kim Nga với mấy người kia à, Bàn bạc với lại cái khoa viên đó các bạn Mà ngay trong à, à, khoa, à, Ngồi trong cái khoa, khoa viên đó Thì à, Không Xem Hồng Loan là cái gì cả Mặc dù Hồng Loan đang đứng sau lưng à, Họ bàn bạc, họ lập bia lập mộ, họ làm kia nọ Không cần hỏi ý kiến của Hồng Loan một chút xíu nào hết Coi con người ta giống như là vô hình vậy Thì bạn này mới nói như thế đó mình có xem đoạn video đó rồi thật là bức xúc. Đáng lẽ ra Hồng Loan là người đứng ra làm việc đó. Nếu không ít ra em cũng phải được có tiếng nói, xem em như là người vô hình còn thua một người ngoài nữa. Vì vậy em mới bức xúc lên tiếng là đúng rồi. Coi em không ra gì hết trong khi em là con của chú Vũ Linh. Để mẹ con sá bào làm bá chủ thao tha bất tuyệt, quá là bức xúc. Mọi người ơi, khi xem được video này mong chia sẻ đoạn video cho mọi người xem. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình à, chia sẻ những gì mà cập nhật được và những gì uh, chúng ta có thể lên tiếng nói và bảo vệ cho Hồng Loan. Thật ra nếu mà không nhờ mạng xã hội, cộng đồng mạng ha thì Sáu bà Bay báo ăn hiếp con người ta cỡ nào nữa. Cũng may là nhờ có mạng xã hội này ha thời đại 4.0 nữa có những youtuber có những tiktok uh, facebook này kia nọ lên tiếng cho nên họ mới là mới chịu mới chịu im lặng đó và mới chịu uh, rút lui chứ nếu không quá hả họ còn làm những cái việc mà tài trời nữa đó các bạn cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ nếu thấy thông tin hữu ích nhớ bấm like và cho mình một lượt đăng ký kênh thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau